2% là khách hàng mới này, và chương trình khuyến mại dành khách hàng thân thiết nữa cô. Cô xem thử. Đừng quá. Nhìn thì có thiện cảm, ý tốt phát đơn. Xin gửi chị. Hát tiếp đi con. Ghê quá, một sự hiện diễn rất không hề nhẹ. Đây, em có hàng bia, bánh kẹo và bánh ngọt á, mà hàng bột sữa, Vinamilk của cô. Các bạn lưu ý nhé. Grow 247 là nền tảng bán hàng với hàng hóa chính hãng, dịch vụ siêu hạng cho các cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Grow 247 là đối tác trực tiếp với các thương hiệu uy tín hàng đầu trong thị trường, cung cấp các sản phẩm chất lượng đến quý cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ với tiêu chí miễn phí giao hàng một món cũng giao. Bên con cam kết hàng chính hãng, giá ổn định và đến công khai luôn cô. Không biết là cô lấy hàng ở đâu, có xa đi không? Chồng cô đi lấy bia này á, cách đây khoảng 2-3 cây số. Dạ, cô chú ý cho các bạn. Bên con ngoài cái việc là đa dạng mặt hàng giá tốt ra, thì bên con còn có là gì? Giao hàng miễn phí tận nơi, một bịch xà bông cũng giao, không có đơn hàng tối thiểu luôn. Và cam kết là hôm nay đặt và ngày mai giao luôn cô. Cô thương thương á. Là có đặt hàng á, là có đặt hàng qua cách nào? Nếu mà cô lấy nhiều quá thì đại lý sẽ cho nhân viên giao tận nhà. Còn mà nếu lấy ít á thì chồng cô tự đi lấy. Giống như ngày thường thì ông nói nắng mưa thì cũng cực đúng không? Bên con á thì đặt hàng qua cái app này là con app Grow 247 thì con. Cái app này bên con có bia, bánh kẹo, sữa, nước chăm sóc cơ thể luôn. Bây giờ con cài cái app này nhỏ vào cho cô á. Một lần xong hàng cô hiện công cô bấm một cái đặt hàng xong cô nên đặt vào ngày mai giao luôn và đơn hàng bộ bịch sản phẩm cùng nhau. Grow 247 mang đến giải pháp gì cho chủ cửa hàng? Cam kết cung cấp dịch vụ siêu hạng đầy đủ các mặt hàng chính hãng với giá ổn định, niêm yết công khai, luôn có ưu đãi khi mua hàng, giao hàng miễn phí dù chỉ một sản phẩm, thời gian giao hàng cam kết trong vòng 24 giờ. Bên cạnh đó, chủ cửa hàng còn được tham gia chương trình khách hàng thân thiết với nhiều ưu đãi kèm theo dù chỉ một đơn, được phục vụ tận tâm từ đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên môn cao, hotline hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc. Thiệt không? Mua một thùng cũng qua chợ hả? Mà giá bao nhiêu? Dạ bên con á, giá miêu bên con là 328 một thùng đó cô. Ồ, vậy là mắc rồi, bên con mua có 326.000 thùng. À, dạ cô, bên con là mua hàng của hãng, nên là giá luôn luôn được niêm yết. Bên con có chương trình dành cho khách hàng mới. Cô mua cho hàng 2 triệu là được giảm 2% luôn cô. Cô đã cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, hàng tháng mà cô mua đủ giá trị đơn hàng, là bên con sẽ tặng cô một cái voucher dành cho hàng thân thiết lên đến 1.5% khi cô mua hàng qua app luôn cô. Grow 247 cam kết dịch vụ chăm sóc khách hàng siêu hạng qua các chương trình ưu đãi. Một, cho khách hàng mới giảm ngay 2%. 2. Cho khách hàng cũ, chương trình khách hàng thân thiết hàng tháng. 3. Cho khách hàng chưa theo dõi trên Zalo giảm ngay 20.000 đồng. Có lợi thì cô lấy. Dạ, thì bây giờ trước cô là đang phòng nghe nha. Có thể là như là các xe nhà mình hết rồi á. Cô lấy thêm vlog rồi bạn nha. Mai quá còn nhắc. Đấy chứ còn 2 lớp vaccine nữa. Dạ, thì bây giờ trước cô á là đang phòng nghe 2 lớp vaccine nha. Nhà cô ơi, con thấy ở đây nè, bán được cái sản dược lắm á, cô lấy 5 chai rồi bán rồi nha. Thôi, lần đầu cô lấy cái đó được rồi, để lần sau rồi tính. Dạ, thì con chốt cái đơn của cô nha, rồi con hướng dẫn cô tải app, để cô xem chương trình khuyến mại nè, tức là cô đặt hàng được mọi nước, mọi đơn luôn. Tại bên con bảo một thông tin hoàn toàn không có cô. Được đó, ok là cô. Dạ, vậy là cô. Nhưng mà làm sao cô cài đặt được? Dạ đây, thì con hướng dẫn cài đặt cho cô nha. Này. Nếu chủ cửa hàng không có smartphone thì mình hỏi mượn mấy người già của chủ cửa hàng để cài đặt nhé. Ủa,
dù cửa hàng có máy tính thì có thể hướng dẫn đặt hàng qua website. Nhưng mà cô không có điện thoại thông minh rồi sao? Ủa vậy cô cho con hỏi với là nhà mình có ai dùng thông minh hay là máy tính không ạ cô? Chú có điện thoại. Dạ vậy thì khi cô nói với chú cho con mượn điện thoại thì có cài vô. Thì cô chú theo dõi khi nhận ngoại là đặt hàng cho nó tiền. Nhưng mà nhưng mà điện thoại của khách hàng mà cũng là cái dòng mà nó cổ cổ thì có khi không cài được smartphone. Đấy nhất là điện thoại người thân, nhưng người thân cũng có smartphone nhưng mà là không có Android 8.0 hay là không có iOS 10.0. Thì iPhone 5 vậy. Không phải cùng ngành nhưng mà iPhone 5 thôi đã không cài được. Số Xiaomi là họ cho cái đường link cho bạn quản nhé. Vẫn cửa hàng của cô ấy. Bắt đầu cô. Là xin. Con là Dũng đến từ công ty Vừa Rồi 247. Đây con đang nền tảng bán hàng cho các cửa hàng nhỏ như vừa là nhỏ cô. Đây con muốn tôi là hàng chính hãng. Cô của Anycam, Sico, Unilever, Nestle và rất là nhiều mặt hàng khác nữa. Con chửi cô, đây là cái ví dụ của con. Con, vô đây ngồi đi cho mát. Dạ. Xin chào cô, con bên công ty UMP, dữ liệu cái app Vừa Rồi 247 đặt hàng cho điện thoại cô. Có những mặt hàng thiết yếu như là đường, sữa, nước, cô xin qua cài đặt một phút thôi cô. Đây cô. Đi ra ngoài. Thôi, không có nhu cầu con ơi, không có cài đặt gì hết. Bài học đối với một khách hàng lần đầu tiên đến gặp mời chào. Khách hàng không biết bạn là ai, bạn có đáng tin hay không? Vì nhiều người lừa đảo hay xuất hiện nên ai cũng có tâm lý đề phòng.
Do đó, ở bước tiếp cận khách hàng, bạn cần giới thiệu rõ bạn là ai, bạn đến từ công ty nào, đến gặp chủ cửa hàng để làm gì. Hãy cố gắng nói những điều gần gũi liên quan đến quyền lợi của chủ cửa hàng với thái độ thân thiện, vui vẻ để họ dễ dàng chấp nhận bạn nhé. Hai mà lấy đi. Gần trường học mấy lớp đó có uống sữa và bánh không à? Mình có sữa và bánh không? Ở đây là cô bán nước ngọt một chút, còn mấy cái món khác là cô bán la tay à. Thường thì cô mua hàng ở đại lý á. Bài học: nếu thiếu sự quan sát và tìm hiểu nhu cầu khách hàng, bạn sẽ dễ bị xâm hợp, hoặc bạn bán nhiều sản phẩm nhưng đều không đúng ý nhu cầu khách hàng. Một hoặc hai lần từ chối là khách hàng đã không muốn bán ngay nữa và có thể từ chối một lần. Bạn cũng sẽ mất thời gian mời nhiều mà chẳng có kết quả gì. Cô khách lệ đó, cô lấy cái nguồn của xin được bán đi, lấy một lần thì được lắm nhé. Mình có cũng mua nhiều thì cứ mãi nữa. Cái này mua nhiều cứ mãi rồi. Thôi lấy người chung vốn lắm con. Cô bên con cái lại bên con đang có chương trình sữa, nhưng mà chương trình sữa mà lấy chi tiết về bán không về bán luôn. Thôi cô lấy một thùng. Mình lấy cho cô một thùng Pepsi, hai thùng sữa tin, một thùng sữa. Sữa tin. Bài học: việc nhớ giá và chương trình ưu đãi giúp bạn trình bày việc bán hàng lưu loát và thuyết phục hơn. Về mặt tâm lý, khách hàng thích ưu đãi, sau đó chọn mỗi sản phẩm một ít thì giá trị đơn hàng sẽ nhiều dần lên, dễ chấp nhận hơn là nói một đơn hàng lớn, khách hàng thấy ngộp tiền từ đó từ chỗ ngay, thậm chí không nghe chương trình khuyến mại nữa. Đối với những khách hàng mới, chương trình ưu đãi là công cụ cực kỳ hữu ích giúp họ đồng ý đặt hàng đơn hàng đầu tiên. Vậy bây giờ cô hướng dẫn con cách đã áp rồi 247 và tiến hành đặt hàng cho cô nha. Không, tôi không có thích áp gì đâu. Mà tôi không thích mua đồ trên online á, mà bắt buộc tôi mà đặt áp mà để mua đồ. Thôi để tôi mua đồ ở chỗ đại lý quen của tôi được rồi. Dạ, bữa giờ cũng có một số khách hàng cũng lo lắng như cô vậy cô. Nhưng con hỗ trợ đặt một hai lần điện thoại luôn cô. Con hỗ trợ cho cô hướng dẫn, cô cũng không phải lo. Con hướng dẫn cho cô trước, nên cô cảm thấy ok rồi tính tiếp nha. Thời gian qua, ngân hàng của con bị dịch Covid á, đâu ra mặt được đâu. Mà bọn nhập hàng đều đều của cô. Thời dịch á, mà bán đắt như tôm tươi vậy á. Vì á, nơi khác, từ thiếu hàng, chứ khách hàng của con ít thì mình thiếu lắm. Mua hàng trên app tiện lợi rất là nhiều của cô. Trên app khách hàng nào cũng có, cô đặt bất cứ lúc nào cũng được, giá cả thì mới biết rõ ràng. Quan trọng là gì? Cô mua bao nhiêu mới không giao hết á. Còn á, app sử dụng cô cứ yên tâm. Con sẽ cài và hướng dẫn cụ thể cho cô. Lúc đang xài mà có cần gì hỗ trợ cô, alo con là con có mặt ngay. Đây, để con lên đường thử cô xem nha. Ủa, dễ vậy hả con? Vậy con cài đặt đi, cho cô xài thử. Dạ không cô ơi, cái app này đơn giản lắm. Để con gửi file hướng dẫn qua Zalo cho cô nha. Cô nhìn theo hướng dẫn là cô làm được liền nha. Tôi không biết mấy cái app gì đâu. Bài học: trước khi xử lý tình huống, hãy đồng cảm với khách hàng. Khi cảm xúc của khách hàng được xoa dịu, bạn sẽ dễ dàng xử lý từ chối hơn. Cần lắng nghe để hiểu rõ, giải quyết đúng vấn đề khách hàng đang gặp phải. Câu trả lời của bạn nên kèm theo những từ ngữ thể hiện trách nhiệm của bạn như: em sẽ, chị yên tâm, để em giúp chị. Dạ, bây giờ con lấy đơn hàng cho cô nha. Dạ, đơn hàng của cô đã thành công rồi ạ. Tổng số tiền là 950.000. Ngày mai sẽ có bộ phận giao hàng giao tới. Cô nhớ để điện thoại để giao hàng gọi cho cô nha. Ok con. Dạ. Dạ, cô đặt hàng cho cô. Khi nào mà cô đặt hàng, cô báo con nha.
Ừ, để cô coi lại. Khi nào mà cô đặt hàng thì cô báo con. Bài học: khi thấy khách hàng có dấu hiệu gật gù, vẻ mặt hài lòng với những điều bạn nói, bạn hãy là người chủ động chốt bán hàng với khách hàng. Sau khi chốt bán hàng xong, đừng quên dặn dò khách hàng nghe điện thoại để nhân viên giao hàng liên hệ. Cảm ơn và chào khách hàng nhé. Rồi, ok, cả nhà ơi, thì đó là hai đoạn video clip. Mình đã có một cái hình dung rõ nét hơn về những cái gì mình sẽ nên tư vấn hoặc là một số những tình huống mọi người có thể gặp nhắc. Rồi, lý thuyết là thế, video clip là thế, chắc mình sẽ thử một tình huống nha mọi người. Chắc nhờ mọi người đóng thử một tình huống đi. Mời một chị nào làm chủ cửa hàng tạp hóa nhỉ? Hoặc là một chủ cửa hàng tạp hóa. Em mời chị Vân đi nhỉ? Rồi, mời tiếp một bạn nữa có thể làm thử sale. Thử sale để mà thuyết phục. Để chị đó. À vâng.